Ủy ban Nhân dân quận 3, trường tiểu học Lương Định Của. Cô chào các em học sinh. Hôm nay cô đại diện cho tập thể giáo viên khối 2, trường tiểu học Lương Định Của, sẽ hướng dẫn các em học môn tự nhiên và xã hội lớp 2. Bài 5. Ôn tập chủ đề gia đình. Qua bài học này, cô hy vọng các em sẽ đạt được những mục tiêu sau. 1. Biết chia sẻ về các thế hệ trong gia đình của mình. 2. Liên hệ về những việc làm để giữ vệ sinh nhà ở. 3. Hệ thống lại nội dung kiến thức về nghề nghiệp. 4. Ứng xử phù hợp liên quan đến an toàn khi ở nhà. Nào, chúng ta hãy cùng nhau khởi động để bắt đầu vào bài học nhé. Các em hãy lắng nghe bài hát sau đây. Bài hát vừa rồi đã nhắc đến hai tiếng gia đình một cách trìu mến phải không nào? Trong chúng ta, ai cũng có một gia đình để yêu thương và che chở. Bây giờ, các em hãy chia sẻ về gia đình của mình nhé! Hoạt động 1. Hãy giới thiệu các thế hệ và thành viên trong gia đình em và cho biết em và người thân đã làm gì để thể hiện sự quan tâm và yêu thương nhau? Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe bạn Lan giới thiệu về gia đình mình nhé! Gia đình Lan có 3 thế hệ. Thế hệ thứ nhất, ông bà Lan. Thế hệ thứ hai, ba mẹ Lan. Thế hệ thứ ba, Lan và em trai. Gia đình Lan sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Mọi người luôn yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Các em thấy đó, trong mỗi gia đình có thể có 2 thế hệ, 3 thế hệ hoặc 4 thế hệ thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau cùng chung sống. Mọi người trong gia đình cùng quan tâm, yêu thương nhau bằng những việc làm cụ thể. Hoạt động 2. Các em hãy quan sát những bức tranh sau đây và cho biết em đã thực hiện được việc làm nào dưới đây? Việc làm đó có ích gì? Em thực hiện việc làm đó như thế nào? Tranh 1. Thường xuyên vệ sinh bếp ga, giúp bếp ga sạch sẽ, sáng bóng và ga cháy đều. Tuy nhiên,
Để bảo đảm an toàn cho bản thân, các em chỉ nên thực hiện việc này khi được sự đồng ý và hướng dẫn của người lớn nhé. Tranh 2. Thường xuyên vệ sinh bồn rửa tay, giúp bồn rửa tay sạch sẽ, sáng bóng và không còn vi khuẩn. Tranh 3. Thường xuyên sắp xếp góc học tập, giúp góc học tập luôn gọn gàng, ngăn nắp. Khi muốn tìm một đồ vật nào đó cũng dễ dàng. Tranh 4. Thường xuyên quét nhà, giúp nhà luôn sạch sẽ, tạo cảm giác dễ chịu. Tranh 5. Thường xuyên lau cửa kính, giúp nhà cửa sạch sẽ và sáng sủa. Tranh 6. Thường xuyên xếp đồ dùng lên kệ bếp, giúp kệ bếp luôn gọn gàng, ngăn nắp. Khi muốn tìm một đồ vật nào cũng dễ dàng. Qua các hoạt động trên, các em thấy rằng việc lau, dọn nhà thường xuyên, sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng sẽ giúp nhà ở luôn sạch sẽ. Hoạt động 3. Sưu tầm tranh ảnh các nghề nghiệp khác nhau và chia sẻ với bạn về một nghề mà em yêu thích. Sau đây, các em hãy lắng nghe chia sẻ về nghề nghiệp của một số bạn nhé. Nam rất thích nghề kỹ sư vì có thể nghiên cứu và sáng chế ra nhiều thứ. Ngọc rất thích nghề bán hàng vì có thể phân phối sản phẩm đến cho mọi người. Hồng rất thích nghề đầu bếp vì có thể chế biến ra nhiều món ăn ngon. Dũng rất thích nghề thợ xây để xây dựng những ngôi nhà công trình. Sơn rất thích nghề cắt tóc vì có thể làm đẹp cho mọi người. Mai rất thích nghề y tá vì có thể chăm sóc và chữa trị cho bệnh nhân. Các em thấy đó, mỗi công việc, nghề nghiệp đều mang lại những lợi ích cho gia đình và xã hội. Một người có nghề nghiệp ổn định sẽ có thu nhập để lo cho bản thân và gia đình, đồng thời cũng góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp hơn. Vì thế, nghề nghiệp nào cũng cao quý và đáng được trân trọng. Hoạt động 4. Em sẽ làm gì trong tình huống sau và giải thích vì sao? Sáng chủ nhật, trong lúc ba mẹ đi vắng, bé trai đến bên tủ thuốc, cầm lọ thuốc trên tay và tự hỏi, lọ này uống có ngọt không nhỉ? Vừa lúc ấy, chị gái của bé đi đến và trông thấy. Theo em, người chị nên xử lý tình huống này như thế nào? Em hãy chọn cách xử lý đúng nhất trong tình huống trên. Nếu em là chị gái của bé trai, em sẽ nói: "A, chị cũng không biết, em uống thử đi." "B, đó là thuốc, em không được uống vì uống vào sẽ bị ngộ độc." "C, lọ đó hơi đắng, em thử cho đường vào uống xem sao." Cách xử lý đúng nhất trong tình huống này là: Ý B, em sẽ nói với bé trai rằng đó là thuốc, em không được uống vì uống vào sẽ bị ngộ độc. Qua tình huống trên, các em thấy rằng chúng ta cần phải biết bày tỏ ý kiến hoặc khuyên người thân cẩn thận khi sử dụng thuốc trong gia đình.
Trước khi kết thúc tiết học, các em hãy tự đánh giá điều em học và làm được nhé. Các em hãy dựa theo 4 tiêu chí sau đây để đánh giá. 1. Biết chia sẻ về các thế hệ trong gia đình của mình. 2. Liên hệ về những việc làm để giữ vệ sinh nhà ở. 3. Hệ thống lại nội dung kiến thức về nghề nghiệp. 4. Ứng xử phù hợp liên quan đến an toàn khi ở nhà. Nếu các em đạt được 4 tiêu chí trên, thì em có thể tự đánh giá mình ở mức độ tốt. Còn nếu như các em chỉ đạt từ 2 đến 3 tiêu chí trên, thì em có thể tự đánh giá mình ở mức độ đạt. Còn những em nào chỉ đạt 1 tiêu chí, thì em cần cố gắng xem lại bài giảng của cô nhé. Tiết học đã kết thúc rồi, về nhà các em nhớ xem lại bài giảng của cô và xem trước bài tiếp theo để chuẩn bị cho tiết học tuần sau nhé. Cô thương chúc các em luôn chăm ngoan và học tốt. Chào tạm biệt các em.